lên sóng sập sàn để xả nốt em Honda Civic phiên bản 1.8e sản xuất 2019, ốp đô là 48.000 km cho quý vị chị đi Tết Quý Mão 2023 nhé. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Long Biên, Hà Nội. Xe đẹp auto chuẩn 3S, đầy đủ các dịch vụ từ mua bán, sửa chữa này cho đến là đổi các và độ phụ kiện xe quý vị chị nha. Em Hồng Ngọc thì đang sập sàn nốt em này đây, nên quý vị anh chị hãy ưu ái em và lựa chọn chốt xe em này thì rất là hợp lý luôn cho mọi người nha. Chiếc Honda Civic phiên bản 1.8e, đây sẽ là một chiếc xe mà thể hiện cái cảm giác lái rất là tối ưu đấy ạ. Về nội ngoại thất của chiếc xe thì mọi người có thể nhìn thấy là hình thức của chiếc xe đã được tân trang một số các chi tiết về phần đèn rồi. Nên là nhìn tổng quan trông chiếc xe hầm hố và cá tính hơn. Chúng ta di chuyển đến phần khoang lốp láp nhé. Lốp của xe thì cũng vẫn rất là ổn, vẫn đi một khoảng thời gian nữa cơ, nên không phải bác nào mà lăn tăn phải về là mua là phải thay bộ lốp nhé. Tiếp đến thì phần đuôi thì mọi người nhìn cho em tổng quan này, cá tính ở phần ống xả này cho đến những cái đường nét này đó, đúng không ạ? Rất là cá tính luôn. Em sẽ mở thêm phần cốp cho mọi người nha. Chiếc xe thì cũng đã được độ một cái tính năng rất là hay, đó là chìa khóa sẽ tự động khóa này, đồng thời cũng sẽ là tự động đến gần này sẽ tự động mở khóa luôn đấy. Thế nên là cũng khá là tiện, và cũng sẽ là một cái điểm bất tiện ở đây chính là bác nào mà quên chìa khóa là cũng phải gọi cứu hộ đấy. Đó, mọi người nhìn cho em này, tổng quan nhá. Lốp dự phòng cho xe thì vẫn còn nhá. Đây, lốp dự phòng. Chúng ta sẽ di chuyển đến phần khoang nội thất luôn nhá. Tông màu khoang nội thất là một tông màu ghế da đen pha đỏ, cá tính và thể thao. Đồng thời những đường nét của chiếc xe thì bộ ghế da vẫn còn rất là mới này. Thảm sàn bọc 6D rồi. Tiếp đến phần khoang lái của chiếc xe nhá. Thì bản này là bản 1.8 nên thành ra là cũng không quá nhiều các option trên xe rồi quý vị anh chị nhé. Đó, chúng ta chưa có cruise control đâu, nhưng mà cái điều này thì em thấy cũng không có quá nhiều khách hàng quan tâm lắm. Cái điểm ăn khách nhất ở đây chính là đã có phanh tay điện tử này đấy, rất là nhẹ nhàng trong quá trình di chuyển. Brake hold rồi này, điều hòa tự động, chế độ econ nhá. Đó, và đó là chiếc Honda Civic phiên bản 1.8e. Bác nào quan tâm cụ thể thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline là 0942899939. Giá bán của em này thì em đang xả sập sàn hơn 500 thôi. Rất là mong có thể đón tiếp quý vị anh chị và xem xe trực tiếp tại showroom nhé. Xin chào và gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.